thế giới động vật quanh ta hết sức phong phú đa dạng với vô vàn loài vật. Trong số đó có nhiều loài vật được con người biết đến. Tuy nhiên, có những loài sinh vật ít được chúng ta biết đến do môi trường sinh sống đặc biệt. Dưới đây là 7 loài vật hiếm gặp nhưng sẽ khiến bạn ngạc nhiên về khả năng của chúng. Chuột chuỗi Đông Phi, tên khoa học Heterocephalus glabra. Loài chuột này sống trong lòng đất tại những vùng bìa địa rộng lớn ở trung tâm của Đông Phi. Chúng sống theo bầy đàn với tối đa 300 cá thể. Tập tịch loài chuột chuỗi này thường ăn rễ cây và các loại củ, thậm chí là cả phân của chính mình. Ngoài việc không có tuổi thọ và dường như không bị ung thư, những con chuột chuỗi không có lông này có thể tồn tại đến 18 phút không có oxy. Bằng cách nghiên cứu khả năng của chuột chuỗi Đông Phi có thể sống mà không có oxy, chúng ta có thể phát triển công nghệ để giữ cho nạn nhân bị đau tim hoặc đột quỵ kéo dài sự sống. Chuột chuỗi mũi sao, tên khoa học Condylura cristata. Chuột chuỗi mũi sao sống ở vùng đầm lầy, vùng ngập nước ở đông bắc Hoa Kỳ và Canada. Thức ăn của chuột chuỗi mũi sao là các loài động vật không xương sống nhỏ, ấu trùng, côn trùng và giun đất. Đặc điểm chiếc mũi đặc biệt ấn tượng của chúng là bộ phận cảm ứng nhạy cảm đóng vai trò như một con mắt giúp chúng nhận biết xung quanh. Chuột chuỗi mũi sao là loài động vật rình mồi với tốc độ khủng khiếp. Thời gian trung bình để một con chuột chuỗi sao để xác định được con mồi là 230 mili giây và nhanh nhất là 120 mili giây. Amarillo hồng, tên khoa học Clamiphorus truncai. Loại sinh vật nhút nhát này sinh sống tại những đồng cỏ khô và vùng đồng bằng ở miền trung Argentina. Loại sinh vật này có kích thước trung bình khoảng 7-12 cm. Chúng sử dụng bộ móng vuốt lớn để đào đất, tìm kiếm thức ăn và các loại côn trùng và sâu. Đặc điểm phần mai của những con armadillo hồng có hình dáng tự như món sashimi nổi tiếng của Nhật Bản. Tuy nhiên, đó chính là lý do chúng bị những kẻ buôn bán động vật trái phép săn lùng. Loài armadillo hồng không thể sống trong môi trường thu nhất. Kỳ nhông Mexico Axolotl, tên khoa học Aspitoma mexicanum. Kỳ nhông Mexico là một loài ít gặp, thường sinh sống tại hồ Xichimilco ở phía nam Mexico City, Mexico. Những con kỳ nhông Mexico săn bất cứ thứ gì di chuyển trên mặt, nhưng chủ yếu là các loài giáp xác và cá nhỏ. Chúng là động vật lưỡng cư, nhưng hầu hết thời gian lại sống ở dưới nước và có ít đặc điểm để sống trên mặt đất. Đặc điểm loài kỳ nhông Mexico không có cách nào để tự vệ trong tự nhiên. Cơ chế phòng thủ của chúng là đứng yên bất động trong bùn với hy vọng rằng kẻ thù sẽ không nhìn thấy chúng. Cá giọt nước, tên khoa học Fritillus marsidus. Cá giọt nước sống chủ yếu ở ngoài khơi bờ biển Australia và Tasmania ở độ sâu 100m đến 2800m. Thức ăn của cá giọt nước chủ yếu bao gồm các loài nhuyễn thể, cua và nhím biển. Chúng không thực sự săn đuổi con mồi mà chỉ nằm dưới đáy đại dương chờ con mồi đi qua và mở miệng đớp. Đặc điểm trong quá trình tiến hóa để có thể sống được dưới đáy đại dương, lớp da của cá giọt nước có màu hồng, chảy xệ và có khối lượng riêng nhẹ hơn nước. Điều này giúp chúng có thể chịu được áp suất lớn dưới đáy biển sâu và có thể nổi dễ dàng. Ed Blackrand, tên khoa học Graviceps brucus, theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế UNCN. Loài ếch này chỉ sống ở vùng núi Nam Phi. Đây là loài ếch sống dưới lòng đất nên các nhà khoa học vẫn chưa thể nghiên cứu về tập tính sống của chúng. Đặc điểm trải qua hàng triệu năm tiến hóa trong môi trường khắc nghiệt, loài ếch này có vẻ bề ngoài xấu xí cùng với màu đen trên khắp cơ thể. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ phồng lên để tự vệ và cách đó khá là hiệu quả. Chim poto, tên khoa học Nisitibus grisus. Nhóm chim đặc biệt này sống trong rừng rậm ở Trung và Nam Mỹ. Poto là loài chim sống về đêm, do đó mắt của chúng lớn hơn hẳn, giúp chúng có thể tìm kiếm côn trùng vào ban đêm. Đặc điểm ban ngày, loài chim này hoàn toàn không di chuyển, chỉ đứng yên như tượng, nhắm mắt lại và ẩn nấp dưới những cành cây. Bộ lông màu nâu đặc trưng của chúng giúp chúng ngụy trang tránh